vì những chi tiết cấu tạo nên sản phẩm là những vật liệu vô cùng quý hiếm. Về độ sang trọng thì không cần đề cập đến, bởi vì nó là một sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, nên là sản phẩm rất là sang trọng. Một cái hộp bảo vệ thôi mà đẹp như vậy nè, chất lượng như vậy nè. Bao giờ sự tỉ mỉ tinh tế đẳng cấp cũng thể hiện ở sự sản phẩm sang trọng đẳng cấp cả. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay chủ đề review giới thiệu sản phẩm của Kỳ Lân. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách chiếc điện thoại X-Order. Và Kỳ Lân sẽ đập hộp phiên bản X-Order X2, phiên bản mới nhất hiện nay. Và đây là một cái hộp nguyên hộp, và chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp. Rồi, và sau khi nhập khẩu sản phẩm này về, sẽ có theo yêu cầu, theo nguyên tắc thì sẽ có hộp giấy như thế này. Và ngoài cái hộp giấy ra thì chúng ta sẽ có nhân vật chính là cái hộp chính của chiếc điện thoại. Rồi, chúng ta đã nhận được và xem được nguyên cái hộp đẳng cấp của một thương hiệu điện thoại đẳng cấp, đó chính là X-Order. Và đây là một phiên bản hoàn toàn mới, phiên bản mới nhất với những tính năng tối ưu nhất về những cái nói chung là fix tất cả những cái chưa được tối ưu của bản X1 và bản 3G phía trước. Đây là một bản X-Order X2, bản 4G và rất nhiều tính năng mới và phụ kiện đầy đủ hơn so với những bản trước đó. Wow, một sản phẩm đẳng cấp, bao giờ chi tiết cũng là đẳng cấp, từ vỏ hộp bên ngoài và vỏ hộp bên trong và chất liệu tạo nên vỏ hộp luôn, kể cả phụ kiện luôn. Vừa mở hộp giấy ra và trong hộp giấy thì cũng có, không những là đẹp bên ngoài, chất liệu làm nên hộp cũng là chất liệu cao cấp, mà bên trong cũng phải là rất là tỉ mỉ tinh tế, từ miếng xốp để bảo vệ cái hộp cứng ở bên trong. Lật xuống nè, thì chúng ta sẽ thấy được rất là tỉ mỉ. Một sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, bao giờ họ cũng phải tỉ mỉ từ tất cả mọi thành phần chi tiết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp một nhân vật chính của cái hộp, ngoài hộp nhập khẩu, hộp giấy bên ngoài, và chúng ta sẽ vào hộp chính bên trong. Một cái hộp bảo vệ thôi mà đẹp như vậy nè, chất lượng như vậy nè. Bao giờ sự tỉ mỉ tinh tế đẳng cấp cũng thể hiện ở sự sản phẩm sang trọng đẳng cấp cả. Và muốn mở cái hộp này ra cũng không phải là đơn giản, cho những người chưa từng biết thì rất là khó để mở. Còn nếu mà ai đã mở rồi thì sẽ là một điều đương nhiên dễ thôi. Nhưng mà bình thường nếu như chúng ta chưa từng mở cái hộp này ra thì nhìn vào đây sẽ rất là lúng túng và phải tìm cách để mở, bởi vì không thể nào tự mở nó ra được, mà nó phải có ngàm, có cơ quan. Họ thiết kế hai cái logo của họ ở hai đầu cái hộp đối xứng nhau, và trên cái logo, những cái đường vẽ trong cái logo là những cái giống như là cái cơ quan vậy, nó sẽ cố định cứng ngắn hết, không bấm được gì hết, nhưng có một chỗ bấm được. Ví dụ đây là cụ thể chỗ này, bên tay trái Kỳ Lân đang bấm chỗ này. Thì cách thứ nhất để mở hộp, chúng ta giữ nguyên hộp lại, đầu tay bên trái bấm nút chỗ này, thì khi chúng ta xoay 360 độ qua, chúng ta vẫn bấm tiếp ngay chỗ này thì nắp hộp sẽ được mở. Còn nếu như chúng ta mở cái hộp trên tay như thế này, ở đầu đây là tay trái bấm nút chỗ này, thì bên tay phải đối xứng, chúng ta sẽ bấm đối xứng bên cùng trục, cùng hàng dưới. Bên tay trái đây thì bên tay phải nằm bên này, đối xứng qua. Đó là như vậy, rất đơn giản. Quý khách để ý để khi nhận sản phẩm mở cho đúng chứ không bị hư. Kỳ Lân thấy nhiều khách hàng mua ở những chỗ khác và không được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, nên đa số nhiều người về bị là không có cách mở thành ra nãy, hoặc là bấm không đúng nãy lên, cái vô tình sai nguyên tắc, mà cái nó móc rớt, gãy rớt tụt cái chốt này ra. Cái này là đóng lỗ tròn nhắn vào và bị tuột ra ngoài luôn, và hư cái hộp rất là uổng luôn. Một cái hộp cao cấp, quá cao cấp như vậy mà bị hư rất là uổng. Rồi, sau khi chúng ta mở ra thì bên trong sẽ có một cuốn catalog hướng dẫn sử dụng cũng như là những cái thông tin về chi tiết của sản phẩm này. Đó, từ phím chức năng nè, và các phím bên hông nè, và lỗ sạc như thế nào nè, rồi cuốn sách
cũng như là catalog luôn cho XOR, có những phiên bản da đỏ nè, đen nè, classic nè, ebony, mariner, rose. Đây là bản đặc biệt Titanium Gold Patchbox Edition. Đây là chi tiết bên trong bàn phím nè. Họ cầm cái nhíp, họ gấp từng cái miếng vàng bằng cái phím bằng miếng vàng, họ bỏ vào. Rất là đẹp, rất là sang. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bên trong cái hộp sản phẩm điện thoại siêu cao cấp này gồm có gì. Từ từ đề cập đến cái máy nha, mình đi coi phụ kiện trước. Khi mở cái nắp hộp ra thì chúng ta sẽ bê được nguyên cái phần máy được bọc trong cái phần nhung này. Rất là bảo vệ, rất là chuẩn của một hãng thương hiệu cao cấp. Đầu tiên chúng ta sẽ xem trong đây có một cái túi nhung. Túi nhung này chứa cọng dây cáp của hãng XOR, cáp Type-C, rất là chắc cú luôn, chắc chắn luôn. Đồ của hãng bao giờ cũng thế. Đây là củ sạc AC adapter, có output ra là 3 chế độ, một là 5V, 3A, 15W, hai là 9V, 2.22A, 20W, và thứ ba là 12V, 1.67A và 20W. Và cái hay và sự tinh tế của hãng XOR khi mà thiết kế củ sạc cho máy là gồm có nhiều đầu cắm vào ổ điện, có nghĩa là do thị trường các nước khác nhau sẽ dùng những ổ điện khác nhau và những chuẩn ổ điện khác nhau. Nhưng mà Việt Nam thì dùng hiện nay Kỳ Lăng thấy dùng nhiều ổ điện có 2 chấu, 3 chấu và chấu dẹp, chấu tròn. Vì vậy nên là hãng họ chuẩn bị sẵn cho mình luôn 4 cái đầu. Ví dụ như ổ điện nhà chúng ta thì 2 chấu dẹp thì mình sẽ dùng 2 chấu dẹp. Và trên cái củ sạc sẽ có 2 cái rãnh, 2 cái đường rãnh và 2 cái khe rãnh trên cái đường, 2 cái chân cắm vào ổ điện. Thì chúng ta chỉ việc để khớp vào nhau và đẩy vào, chỉ có rớp một cái là đã connect được. Và khi chúng ta muốn thay đầu, thay cái chân cắm ra thì chúng ta chỉ việc nhấn vào support này và kéo ra rất là nhẹ nhàng. Tương tự 2 chấu tròn và thay vào ra, hoặc là 2 chấu xéo, 2 chấu dẹp xéo. Và hoặc là chúng ta dùng đang ở dùng ổ điện 3 lỗ thì chúng ta sẽ dùng. Có một số sản phẩm của các công ty khác họ nhập về theo tiêu chuẩn bên đó là họ dùng ổ điện bên đó là 3 chấu. Ví dụ như là thị trường của Nhật rồi chi, đa số họ dùng 3 chấu. Thì về Việt Nam mà muốn dùng được, mà Việt Nam thì lúc trước là ít có ổ điện 3 chấu nên thường là sẽ bẻ cái chân này đi. Hoặc là cụ thể như cái này, thường thì ổ điện Việt Nam chúng ta sẽ ít có cái ổ điện mà lỗ to, khi chúng ta gắm sẽ không vừa. Cho nên là bởi vậy họ thiết kế rất là đa dạng cho chúng ta những cái chân cắm. Thường thì Việt Nam dùng chân này là nhiều nhất, hoặc là chân này. Rồi, và chúng ta sẽ lấy lại một lần nữa cọng dây cáp sạc này ra. Và dây cáp sạc này là dây cáp Type-C. Và dây này là được hiện tại quốc tế đang công nhận và đang hướng về một đầu dây này thôi, để cho nó thứ nhất là bảo vệ môi trường thân thiện và cho nó tiết kiệm dùng nhiều sản phẩm được một đầu sạc giống nhau. Và kể cả MacBook cũng đã đang sử dụng cổng Type-C này rồi. Và về iPhone thì cũng đang kiến nghị và đang chắc khả năng sắp tới sẽ hoàn thiện và sẽ dùng cáp này thôi, theo kiến thức Kỳ Lăng tìm hiểu thì như vậy. Thì đây là một cái khăn để lau điện thoại, kể cả cái khăn này hãng cũng chọn là chất liệu vải cực kỳ tốt và rất mịn để lau được điện thoại sạch sẽ đẹp nhất. Một sự tinh tế chuẩn bị ở các khâu chuẩn bị cho phụ kiện cho cái hộp máy này rất là bài bản và chuyên nghiệp. Rồi, đây là một cái cuốn, gọi là cái hộp nhỏ thôi. Ở trong này có cái gì? Một cây chọt sim của hãng XOR. Mà muốn lấy ra thì chỉ việc là bóp cái đầu giấy này lại thôi. Chúng ta lấy ra rất là đơn giản. Và khi để vào cũng vậy, bỏ vào và đè cái đầu giấy ra. Lật ra thì chúng ta sẽ thấy được trong này có một cái thẻ XOR và một cuốn sổ. Đây là một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng XOR và có nhiều ngôn ngữ của các nước trong này. Đây là một cái thẻ chính hãng của XOR International Warranty Card.
Và trên đây họ sẽ ghi số seri máy 246 số cuối. Và ở đây là date of Bochak và model number. Thì ở chỗ pin code này là cái chỗ mà cạo ra được. Khi chúng ta muốn active cái máy này thì chúng ta cạo cái lớp bạc này đi và chúng ta đọc nhập cái mã code vào máy này. Rồi chúng ta đến nhân vật chính của ngày hôm nay, của video này. Đây là một cái máy XOR và muốn active cái máy này thì chúng ta sẽ cầm cái cạc, thẻ cạc chính hãng của XOR International Warranty cạc. Và mặt sau sẽ có là serial number, pin code, date of butcher, model number. Thì quan tâm nhất của chúng ta là để ý cái phần số email này có phải là của máy này không. Và thứ hai là muốn active thì chúng ta phải cạo lớp bạc này ra và lấy cái số này nhập vào cái máy này. Rồi em khởi động giùm anh luôn. Bên hông cái máy sẽ có nút nguồn khởi động dưới cổng sạc Type-C đó. Và em nhấn vào giùm anh, nhấn giữ luôn. Rồi sau khi chúng ta nhấn nút nguồn và rung máy một cái và hiện lên chữ XOR như thế này là máy đang khởi động. Đó là âm thanh khởi động của hãng, âm thanh đặc trưng, âm thanh được sản xuất riêng cho chiếc điện thoại này. Điểm khác biệt nhất của bản XOR X2 này với tất cả những bản trước đó là nâng cấp lên rất nhiều những cái bản cũ và tối ưu thành những cái nhược điểm thành ưu điểm cho bản X2 này. Ví dụ như là khi khởi động nhấn vào nút nguồn khởi động rất là nhanh, vào rất là nhanh, còn bản cũ khởi động rất là chậm. Và bản X2 này khi vào thì sẽ ra màn hình giao diện, chúng ta phải nhập cái mật khẩu Wi-Fi vô luôn để sử dụng. Và màn hình giao diện khi muốn active sẽ hiện ra là mã Enter Pin Code. Và điểm khác biệt nữa là những cái biểu tượng là có màu sắc, có xanh đỏ, trên đây cũng là có màu, không có đen thuần trắng đen như là những bản cũ. Và một cái điểm dễ nhận biết nhất nữa đó là khi chúng ta khởi động mà active thì ở dưới chỗ Enter Pin Code trên màn hình này có ghi rõ cái số seri của máy luôn. Và chúng ta sẽ để ý là 6 số seri cuối có trùng với cái thẻ này không, là 003682, 003682 trùng nhau. Ok, thì cái thẻ này mà có tác dụng cho cái máy này. Và chúng ta cạo cái lớp bạc này ra, nhập cái mã số nằm dưới mã pin code trong cái thẻ này, nhập vào máy này để active. Và đây là một cái máy mới hoàn toàn và khả năng không active. Khi quý khách mua thì sẽ tự active để tự biết được đây là máy mới 100% do đích thân mình active. Phần da này hoàn toàn là da B của hãng. Và trên tay Kỳ Lăng đang cầm là hai phiên bản, bản 3G. Bản 3G với bản X1 thì nó cũng xem như nhau tất cả những chi tiết. Và bản X2, sự khác biệt rõ rệt nhất là cái logo bản X1 có một vòng thôi và X2 hai vòng. Và những bản 3G là cái logo hay bị lỗi tróc thủy ở phần này, bởi vì khí hậu ở nước Anh Quốc sẽ khác so với Việt Nam, và bên đó nhập khẩu về đây, về đến khí hậu Việt Nam hay bị tróc thủy ở đây. Và hãng họ đã khắc phục cái lỗi đó và họ fix được qua bản 4G, bản X1 rồi, và bản X2 họ fix luôn nhiều hơn nữa và thêm luôn chi tiết vào cái logo này để cái logo này trở nên sang trọng và chất lượng hơn. Đây là bản X2, trên giao diện màn hình sẽ có màu sắc, tuy không nhiều màu nhưng mà vẫn là đẹp hơn, thích thú hơn. Bản 3G thì không có màu sắc, chỉ có trắng và đen thôi. Và bên trong thì pin, thời lượng pin dung lượng cao hơn bản 3G và bản X1 rất nhiều. Và như chúng ta đã biết, Vertu là một thương hiệu về dòng điện thoại xa xỉ bậc nhất, bởi vì những chi tiết cấu tạo nên sản phẩm là những chất liệu vô cùng quý giá và giá trị. Ví dụ như là vàng, kim cương, ruby, sapphire và da, da B, da cá sấu, thì đối với XOR cũng vậy. Tất cả những thiết kế tạo nên sản phẩm này cũng là những vật liệu vô cùng quý giá như là sapphire, vàng khối, tùy vào phiên bản option và da B, da cá sấu.
Và cũng giống như Vetu, HR cũng có nhiều phiên bản option cho quý khách lựa chọn tùy vào tài chính mình muốn đầu tư vào sản phẩm này là bao nhiêu. Ví dụ như là bản Classic, Ebony, Marine, Raw, Red Box hoặc là điểm vàng, thì tùy vào nhu cầu của mình và sở thích của mình và tài chính đầu tư vào sản phẩm này. Đây là bản Classic, có nghĩa là bản này là bằng màu thép và da đen, ở phía sau là da B. Thì bản đây là bản 3G cũng vậy, bản 4G cũng vậy, X1, X2 cũng vậy, đều có những option như nhau, là ở phía sau là da B hoặc là da cá sấu tùy vào nhu cầu của khách. Và bản Ebony thì y chang không khác gì cả, hoàn toàn là như nhau 100%, chỉ khác duy nhất một cái là màu sắc của thép này là màu đen, công nghệ mà tiên tiến nhất hiện nay, màu đen, và hầu như là không bị tróc bởi vì công nghệ mà rất là tiêu chuẩn. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ tiến hành thật ti chiếc điện thoại HR này. Ok. Ba tám sáu không tám một. Sau khi đúng được 6 số vô đây hiện chữ net lên và mình bấm chữ net. Quá trình thật ti bắt đầu. Đợi một tí thôi. Đã hoàn tất nhận những cái chính sách bảo mật của chiếc điện thoại HR này. Và đối với bản mới thì chúng ta sẽ vào tìm phần cài đặt ngôn ngữ. Có sẵn tiếng Việt cho mình luôn, mình chỉ chọn lại thôi, còn những bản cũ là không có sẵn tiếng Việt, phải update lên. Rồi, như vậy là chúng ta đã active hoàn toàn được chiếc điện thoại HR bản mới nhất này. Để ý là hai cái bản này, bản này sẽ có những cái màu sắc của những cái icon, còn bản này là hoàn toàn là trắng đen. Rồi, Kỳ Lăng sẽ tiến hành tháo ra để bỏ SIM vào. Trong hộp của hãng có sẵn cái cây chọc SIM có logo của HR luôn. Và chọc nhẹ nó sẽ bung cái lãi ra và nó chồi cái khay SIM ra ngoài. Khay SIM là khay SIM Nano, phù hợp với tất cả những khay SIM cho điện thoại mới hiện nay. Và mình sẽ nhìn theo cái khung SIM nè. Và chúng ta sẽ bỏ một, thường cái SIM sẽ có một góc bị cắt bên một góc nào đó, trong bốn góc thì mình sẽ để ngay cái khung khớp với cái khay SIM và mình nhét vào. Rồi sau khi vào xong mình sẽ khởi động nhấn bên hông, rung một cái là lên màn hình. Mình sẽ nhấn mở khóa thì tiếng Việt. Bạn có muốn quét lỗ hổng nào bảo mật SIM? Tức là hiện tại cái điện thoại này có một tính năng bảo mật rất là tốt. Những cái bảo mật qua SIM sẽ được cái điện thoại này nó sẽ mã hóa đầu điểm đầu và điểm cuối. Tức là khi một cái đơn vị nào muốn tấn công để lấy lỗ hổng bảo mật từ SIM điện thoại này sẽ bị chặn ngay. Tức là chặn ngay từ vòng đầu qua cái thiết bị này luôn. Tức là tính năng cái điện thoại này có chức năng là bảo vệ lỗ hổng bảo mật qua SIM luôn. Những chiếc điện thoại bình thường sẽ bị những cái phần mềm, những cái gọi là những cái virus, phần mềm nhấn điệp, họ sẽ tấn công qua lỗ hổng bảo mật của trên SIM, họ sẽ lấy thông tin và mất an toàn. Nhưng mà khi chiếc SIM được gắn vào đây thì cái điện thoại này có cơ chế bảo mật lỗ hổng của SIM luôn, là sẽ không có bị tấn công bởi những cái gọi là tin tặc. Tính năng này là bảo mật mà hầu như là những thiết bị điện thoại khác chưa bao giờ có. Và bản cũ không có nha. Bản cũ không hề có tính năng này. Vâng, và như vậy là video clip giới thiệu về chiếc điện thoại HR X2 đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, ủng hộ Kỳ Lăng và đồng hành cùng Kỳ Lăng trong suốt thời gian vừa qua. Và để ủng hộ Kỳ Lăng thì xin mời quý khách hãy đăng ký, subscribe kênh YouTube này cũng như là like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian tới. Và mọi thông tin chi tiết hơn nữa, quý khách vui lòng truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đến với tất cả quý khách.
Chị Lan trân trọng cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.